pin phát nổ, công nhân hoảng sợ bỏ chạy. Một vụ nổ đã xảy ra vào ngày 21 tháng 10 tại một nhà kho của nhà máy sản xuất pin lithium ở Thuận Đức, Quảng Đông Trung Quốc. Đoạn video từ hiện trường cho thấy khói bắt đầu xuất hiện, cùng lúc đó một người công nhân đã phát hiện và đang tìm nguyên nhân. Sau đó các công nhân đã đi tìm ra nguồn khói, thì một cục pin bất ngờ phát nổ khiến khói bay dày đặc bao phủ cả nhà kho. Mặc dù nhóm công nhân đã cố gắng dập lửa bằng xô nước, nhưng ngọn lửa không thể dập tắt mà còn bùng lên mạnh mẽ hơn và thiêu dụi toàn bộ số pin. Theo chủ nhà máy, nguyên nhân có thể do pin bị mất kiểm soát nhiệt nên đã gây ra vụ việc. Được biết, nhà máy này chỉ mới bắt đầu sản xuất vào tháng 6 và ước tính thiệt hại khoảng 20.000 nhân dân tệ. May mắn là không có ai bị thương trong vụ việc. Ngay sau sự cố, chính quyền đã ra lệnh ngừng hoạt động nhà máy và tiến hành kiểm tra để đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất. Xe rượu người đàn ông bị chăn lớn cuốn chặt Tại thành phố Kurnool, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, một người đàn ông đã bị một con chăn lớn quấn chặt quanh người sau khi ngủ quên ven đường. Hình ảnh từ video do các nhân chứng quay lại cho thấy, người đàn ông đang ngồi bên ngoài hiên của một ngôi nhà và bị con chăn quấn quanh. Dù những người chứng kiến cảm thấy lo lắng về sự an toàn của ông, nhưng người này vẫn tỏ ra bình tĩnh và ra hiệu rằng mình ổn. Người dân địa phương đã nhanh chóng giải cứu người đàn ông và con vật đã được giao cho lực lượng kiểm lâm để thả về khu vực an toàn. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, Người đàn ông đã uống rượu say sau một ngày làm việc và không nhớ rõ vì sao con chăn lại tấn công mình. Khu vực xung quanh nơi xảy ra sự việc có nhiều cây cối rậm rạp và có khả năng con chăn đã chui ra từ bụi cây. Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì bốc khói Một sự cố đã xảy ra vào ngày 18 tháng 10 tại sân bay quốc tế chính định Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, khi chuyến bay của hãng Shenzhen Airlines phải hạ cánh khẩn cấp chỉ sau 10 phút cất cánh do khói xuất hiện bên trong cabin. Đoạn video ghi lại cho thấy rất đông hành khách khẩn trương sơ tán khỏi máy bay bằng cầu trượt thoát hiểm. Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, ngay sau khi máy bay hạ cánh, các cầu trượt khẩn cấp đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho hành khách. May mắn thay, toàn bộ hành khách đã được sơ tán và không có thương vong nào. Hãng hàng không Shenzhen Airlines cho biết nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Hai người đàn ông suýt bị ô tô tông khi ngồi uống cà phê. Một tình huống nguy hiểm đã xảy ra vào ngày 23 tháng 10 tại thành phố Raipur, thủ phủ bang Chhattisgarh, Ấn Độ. Khi hai người đàn ông đang ngồi uống cà phê sáng thì bất ngờ bị chiếc ô tô màu trắng mất lái lao tới. Đoạn video ghi lại từ camera an ninh cho thấy, chiếc xe tông vào hai xe máy trước khi lao thẳng vào bàn ăn nơi họ đang ngồi. Rất may, hai thực khách đã kịp thời nhảy lên và tránh được cú va chạm. Vụ việc khiến bàn ăn của hai người đàn ông bị tông đổ. Tình huống này diễn ra nhanh chóng và đã khiến nhiều người chứng kiến không khỏi thoát tim. Tài xế ô tô sau đó đã xuống xe để kiểm tra tình hình và vụ việc đã được báo cáo với cảnh sát địa phương. Xe bồn văng hai bánh xe, lăn nhiều vòng giữa đường. Một vụ việc đã xảy ra vào ngày 27 tháng 10 trên quốc lộ 3, đoạn qua thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, khi bánh xe bồn bất ngờ văng ra trong lúc di chuyển. Camera hành trình của một ô tô chạy phía sau cho thấy hai bánh xe của chiếc xe bồn bất ngờ văng ra nảy lên cao vài mét và gây ra nguy hiểm cho các phương tiện và người đi đường. Rất may vụ việc xảy ra khi đường khá vắng, nên những chiếc bánh xe dù văng mạnh và có lúc vượt qua cả nóc xe ô tô khác nhưng không trúng chiếc xe nào hay người nào. Sau một lúc chúng đã dừng lại trước một cửa hàng bên đường. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự việc là do bu lông không được siết chặt hoặc xe chở quá tải, dẫn đến đứt gãy trục hoặc bu lông.